Kính thưa quý cô chú anh chị em, hôm nay Tuyết Già lên đây xin chia sẻ một chủ đề tướng tai như thế nào và đường tâm đạo như thế nào để nói lên cái sự ấm no hạnh phúc và không bao giờ khổ trong một cái hoàn cảnh nào. Đó thì hôm nay Tuyết Già chia sẻ cái đường tâm đạo mà có nhánh hướng lên gò Mộc Tinh. Là gò Mộc Tinh này á là gò quan quyền, gò chức phận, gò mà gọi là điền sản cũng nằm trong gò Mộc Tinh luôn. Cho nên có một nhánh hướng lên như thế này thì nói lên á một cái sự gọi là người này đạt một cái đỉnh cao trong cái công ăn việc làm nè. Hoặc là khi người nữ mà đi lấy chồng thì người ta cũng lấy chồng một người đàn ông có địa vị trong xã hội, một người đàn ông giống như là có chức phận mà để nuôi sống được đủ sống cho vợ con, bảo đảm được cuộc sống. Tại vì cái người phụ nữ này á mà có đường tâm đạo như thế này là họ có một cái tấm lòng rất là nhân hậu, có một cái giọng nói rất là mềm mại, nhỏ nhẹ, cho nên họ mới được cái đường tâm đạo thẳng và có một cái hướng mà đi xuống rạp đó, một hướng đi lên và hướng đi xuống. Nhưng mà cái đường tâm đạo, cái hướng chính giữa cũng phải thẳng đẹp nha quý cô chú anh chị em. Tại vì cái tướng tai mà khi mà nói lên cái sự mà giàu sang phú quý á, thì cần phải cái tướng tai đẹp đó, cần phải cái tướng tai đẹp mà cần phải có một cái tấm lòng đẹp. Tấm lòng không đẹp là cũng không bao giờ có cái tướng tai đẹp. Cái tấm lòng không đẹp thì cái tướng tai đang đẹp đi nữa nó cũng sang một cái trang mà gọi là khổ sở. Tướng chỉ tai nó cũng chạy, nó chạy theo cái sự mà không đẹp đó. Cho nên rất là cần cái tướng tai và cái sự nhân hậu. Nó cái sự nhân hậu, phúc hậu của một con người khi mà đến mặt trần gian thì mình được hưởng phúc, đúng không quý cô chú anh chị em? Khi mình hưởng phúc thì trời ban cho mình có một cái tướng tai rất là đẹp đó. Cái tướng tai đẹp ở đây không phải là bàn tay đẹp, đẹp xinh đẹp nha quý cô chú anh chị em. Đây là những cái chỉ tai rất là đẹp. Đó, cái đường tâm đạo thẳng như thế này. Rồi cái đường tâm đạo thẳng như thế này là cho dù hoàn cảnh nào mà những cái thời này mà giống như là hiện tại bây giờ mà dù cho ở quốc gia nào cũng vậy nữa, rất là khó xin việc làm, đến nỗi mà chạy đôn đáo mà cũng không có ai mà để cho mình có việc làm hết trơn luôn. Nó đang là rất là khổ sở. Nhưng mà cái thời gian khổ sở này mà nếu ai sở hữu được cái đường tâm đạo đẹp như thế này là coi như người ta có một cái kho báu mà giống như là nhân nghĩa có sẵn, tích phước từ lâu, người ta mới được cái đường tâm đạo đẹp như vậy. Trong cái thời mà khó khăn như thế này thì người ta vẫn có tiền sống, dù cho ở nhà không cần làm gì hết người ta vẫn có tiền sống. Tại sao kỳ vậy? Tại vì cái người này có đường tâm đạo như thế này đó thì người phụ nữ thì người ta kết hôn với một ông chồng, người ta làm việc rất là lương rất là cao, đủ nuôi vợ nuôi con, thì người phụ nữ ở nhà cũng vẫn có tiền sống như thường. Rồi nếu là nam thì như thế nào? Nam á thì người này dù hoàn cảnh nào đi nữa thì người ta giống như là người ta cũng làm việc ở trên máy vi tính, đúng không quý cô chú anh chị em? Không có cần tới công ty mà người ta cũng vẫn là lãnh lương mấy chục triệu. Tự nhiên hiện tại bây giờ là công việc mà đi đến là công ty làm là rất là khó, bất cứ nơi nào cũng vậy. Cho nên mình rất cần một cái đường tâm đạo đẹp để mình vững chắc trong cái thời mà khó khăn này đó. Mình phải giữ, lúc nào mình phải giữ cái đường tâm đạo đẹp. Rồi cái hướng chính giữa nè, cái đường chính giữa này cũng phải thẳng đẹp nha quý cô chú anh chị em. Và cái hướng đi lên cũng phải thẳng đẹp, cái hướng đi xuống cũng phải thẳng đẹp. Nếu như mà cái hướng đi lên đẹp mà cái đường chính giữa này nè không đẹp thì cũng không có được nữa, trong sách để rất là khó. Nếu như cái tướng tai nghèo á thì sao cũng được hết trơn, còn cái tướng tai mà giàu, cái tướng tai mà giống như ấm no hạnh phúc
thì phải đòi hỏi cái tướng tài rất là khó. Người này á, có cái đường tâm đạo như thế này á, là cái tính cách của họ đó hen, là họ rất là mềm mại, nhã nhặn. Đó là nói về tính cách của một người nữ, họ rất là nhân hậu nè. Còn nói về nam á, là một người rất là trượng phu. Đó, một người trượng phu, một người mà có rộng, một cái lòng mà rộng lượng bao la. Đó, người nam thì một họ 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 có một cái lòng mà rộng lượng bao la, mà cộng thêm cái con người mà ta gọi là biết đối nhân xử thế, tri kỷ tri bỉ. Họ chiếm hết tất cả những cái từ mà Việt Nam nào tốt á, là người ta đã chiếm hết, sở hữu hết rồi. Cho nên từ chỗ đó người ta có một cái đường tâm đạo rất là đẹp. Nói cái đường tâm đạo nó quan trọng lắm quý cô chú anh chị em. Cái đường tâm đạo mà nếu như nó xấu, nó cắt đứt á, thì cái cuộc đời mình nó sẽ gian trưng. Nó gian trưng là giống như là mình lập gia đình mình á, sẽ ly dị nè. Rồi khi mình yêu ai á, là mình yêu không thành nữa. Mà mình y khi mà cái đường tâm đạo nó xấu á, thì mình sẽ yêu một cái người nào mà giàu có là không bao giờ thành, mà lại yêu một cái người nào mà nó nghèo khổ thì nó lại thành. Đó, nó khó khăn gì. Còn người có đường tâm đạo đẹp như thế này á, là người ta sẽ gặp những cái hôn nhân á rất là tốt đẹp. Trước tiên là cái hôn nhân của người ta đã tốt đẹp rồi, rồi dần dần cái số phận người ta được lên chức, nó lên chức lên ngôi, tức là mình có một cái chức vụ giống như mình giám đốc, hoặc là mình sẽ chủ cửa hàng, hoặc là mình làm ăn như thế nào mà mình tiền bạc mình rủng rỉnh, ai cũng phải nể mình hết. Mà dù cho hoàn cảnh nào khó khăn chăng đi nữa, cái đường tâm đạo mà đẹp như thế này, có một nhánh hướng lên Gò Một Tinh, một nhánh hướng xuống như thế này, thì hoàn cảnh khó khăn người ta có đóng cửa đi nữa, một tháng ở trong nhà người ta cũng vẫn có tiền xài mà không lo, đúng không quý cô chú anh chị em? Không có cần, đường tâm đạo này là không có cần mà phải chạy gạo từng bữa, không có chạy đôn chạy đáo. Tự vì cái đường tâm đạo đẹp như thế này á, là cái người á, người ta đã tích phước, người ta đã giống như là người tích phước rất nhiều rồi, rất nhiều, cho nên người ta mới có được cái đường tâm đạo đẹp như thế này. Mà ta có đường tâm đạo đẹp như thế này là người ta có luôn cái đường trí đạo đẹp. Thường thường cái đường tâm đạo đẹp là bắt buộc cái đường trí đạo cũng phải đẹp luôn. Tự vì nếu như cái đường tâm đạo đẹp mà cái đường trí đạo mà nó xấu quá, thì cái đường tâm đạo này một thời gian sẽ kéo xuống xấu, cuộc đời nó sẽ giảm xuống là sẽ xấu, là cái đường tâm đạo không còn đẹp nữa. Quý cô chú anh chị em, nó rất là lạ lùng. Tự vì đường tâm đạo với đường trí đạo lúc nào cũng song song mà đi đôi hết. Rồi nó sẽ đi một cái cách thứ ba nữa là đi chung với cái tướng tai luôn. Hạt chỉ tai đẹp thì cái tướng tai người ta cũng phải đẹp. Nó phải đi, nó đi tổng bộ như vậy thì người ta mới giàu sang phú quý được, đúng không quý cô chú anh chị em? Người ta hả có những cái gò nè, gò phải nổi cộm cao lên gấp đôi gấp ba như thế này, chứ không phải như gò như tiết già vậy là được nha quý cô chú anh chị em. Rồi xong rồi, nếu như cái đường tâm đạo này không á, mà không có đường định mệnh, đúng không, thì như thế nào? Thì người này vẫn đủ ăn, đủ sống, đủ xài, tức là không có nghèo khổ. Nhưng mà nếu như mà được cái đường định mệnh nữa, được đường định mệnh nữa, thì người này lại cộng thêm. Tức là nếu như mà mình được những cái đường mà may mắn và đường vận may á, là mình được cộng thêm nha quý cô chú anh chị em nha. Càng nhiều đường may mắn trong bàn tay mình thì đời mình nó vững chắc hơn. Còn đường tâm đạo không như thế này thì cũng là vững chắc, nhưng mà cái vững của đường tâm đạo này á thì giống như ấm no hạnh phúc và giàu có chừng mực thôi, chứ không phải giống như là giàu tỷ phú. Nhưng mà cái đường tâm đạo mà thẳng đẹp như thế này, một hướng đưa lên Gò Một Tinh, một hướng đi xuống và hướng giữa đẹp như thế này, là cũng đủ mà gọi là cái sự ấm no giàu có bền bỉ rồi đó quý cô chú anh chị em. Nó cái đường tâm đạo hả là của ai mà nếu mà đậm đẹp á, là cái kết quả mà trong cái cuộc sống rất là cao. Còn nếu như mình á, mình có được những cái đường
những cái đường mà điền sản, những cái đường núi non, những cái đường định mệnh tốt như thế này nữa, mà cộng với cái đường tâm đạo này nữa, thì người này rất là giàu. Giàu phải nói là không có thể mà nói được luôn. Tự gì một cái đường định mệnh mà nó cắm lên cái núi này, rồi xong rồi có một cái đường tâm đạo đẹp như thế này nữa, mà thẳng băng như thế này nè quý cô chú anh chị em, thấy không, rất là thẳng, mà cái đường định mệnh cũng rất là thẳng, cái núi cũng thẳng luôn, thì người này chắc chắn 100% là dù hoàn cảnh nào người ta cũng tiền lúc nào cũng có hết á, mà làm sao khổ được đó. Tiền người ta là giống như chất chứa rồi trong ngân hàng rồi, tiền dành dụm rồi, làm sao mà khổ được. Thuyết già chia sẻ về cái đường tâm đạo tốt để gửi đến quý cô chú anh chị em. Mong ai cũng có những cái đường tâm đạo tốt đẹp để cái thời gian khó khăn này mình giống như là mình sẽ đủ ăn, đủ uống, rồi đủ chi phí trong một cái thời gian qua được cái thời gian khó khăn này, thì đường tâm đạo này sẽ làm ăn trở lại nha quý cô chú anh chị em, là giàu kết xù. Thuyết già chia sẻ video đến đây kết thúc. Xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị em rất nhiều. Hẹn quý cô chú anh chị em gặp lại video tiếp theo.